Amochi số 11. 11 đúng không? Bóng thành công. Cả ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển trẻ Việt Nam ôm nhau ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc. Lúc này, áp lực tâm lý có vẻ như mới được cởi bỏ hoàn toàn. Lúc mới đầu thì cũng có hơi sợ, mà sau thì tinh thần lên thì rất là sung mãn. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn đối với các cầu thủ trẻ. Đội tuyển trẻ Việt Nam trong ngày ra mắt sân chơi lớn đã vượt qua được áp lực tâm lý để thể hiện được hết khả năng của mình. Những nỗ lực của cô chó huấn luyện viên Nguyễn Thu Ngọc bắt đầu thu được những tín hiệu lạc quan từ chính sự hài lòng của các khán giả. Tuyển trẻ của mình chỉ là có một cái là hơi tổ chức thì được tuyệt vời rồi, nhưng mà về thể lực là hơi kém so với Thái Lan. Chứ còn mọi cái là thấy được tuyệt vời. Hai vận động viên trẻ libero mặc dù là mới nhưng hơi nhỏ con nhưng mà cũng nhanh nhẹn và thi đấu là dần dần nó sẽ quen dần. Một khởi đầu thuận lợi của đội tuyển trẻ Việt Nam, nhưng vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi các cầu thủ trẻ. Hy vọng VTV Cup Tôn Hoa Sen sẽ tiếp tục là nơi để nhiều cái tên mới xuất hiện và động lại trong tâm trí của những người yêu bóng chuyền Việt Nam. Đó là trận đấu mà trong ngày đầu tiên góp mặt ở một giải đấu lớn, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và có một trận đấu thành công. Đó là thành công ban đầu của đội tuyển trẻ Việt Nam, và ngày hôm nay thì họ sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn hơn rất nhiều. Đó là đội sinh viên Nhật Bản được coi là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch của giải đấu. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về trận đấu giữa đội trẻ Việt Nam và đội sinh viên Nhật Bản. Một trận đấu đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ ba của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, cùng với vị khách mời trong trường quay xin được giới thiệu huấn luyện viên Anh Tuấn, người đã gắn bó rất nhiều với các kỳ VTV Cup. Anh Tuấn này, khi chúng ta theo dõi đội trẻ Việt Nam thi đấu qua trận đấu đầu tiên của họ, không biết là sau một ngày thì cảm xúc của anh là như thế nào? Vâng, có thể nói rằng là trong trận đấu ngày hôm qua với các cầu thủ trẻ Thái Lan, cảm giác là thật sự là khi mà các cầu thủ trẻ chúng ta họ không bị ngợp khi mà lần đầu tiên được thi đấu với những khán đài đông khán giả như vậy. Và thực sự là tôi cũng cảm thấy rất xúc động khi mà các cầu thủ trẻ chúng ta, cái cảm giác khi họ giành được chiến thắng, họ ôm nhau như thể là vừa giành được danh hiệu vô địch gì đó. Thực sự là đó là một cảm xúc thật sự là khó quên khi mà lần đầu tiên họ được góp mặt tại một sân chơi lớn như thế này. Với các cầu thủ trẻ thì ngày hôm trước, hôm qua, tôi đánh giá họ là họ có một tâm lý rất tốt. Các cầu thủ trẻ mặc dù thi đấu với một đội trẻ Thái Lan có trình độ tương đồng, nhưng có thể thấy rằng là ở những thời điểm khó khăn, đội tuyển trẻ Việt Nam tất nhiên là được tăng cường với một số những cầu thủ ở đội bột xuống, đội tuyển quốc gia xuống. Các cầu thủ trẻ như là Phương Anh, rồi Đào Thị Huyền, rồi Trinh, rồi Chu Thư Huyền, tất cả đều đã chơi nhìn chung là rất là ấn tượng. Và cái kết quả nó phản ánh đúng thực lực với những gì diễn ra trên sân. Và cái mà điều mà tôi cảm thấy vui nhất đó là các em đã được có được một cái bài học rất là quý giá sau trận thắng trước các cầu thủ trẻ Thái Lan. Và ngày hôm nay thì rõ ràng khi gặp sinh viên Nhật Bản, một đội bóng quá mạnh, thì tôi nghĩ rằng các cầu thủ của chúng ta cũng sẽ lại có thêm một bài học nữa. Vâng, quan sát trận đấu đầu tiên của đội trẻ Việt Nam thì rất nhiều người đã đồng ý rằng là các thế hệ của bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đang được tạo điều kiện được thi đấu ở một giải đấu quốc tế với nhiều đối thủ khác nhau ở một kỳ VTV Cup như vậy thì là một điều rất cần thiết với các em. Và giống như là sự xuất hiện ở một giải đấu giống như là những bước đi đầu tiên của các em ở trên hành trình trở nên chuyên nghiệp hơn. Bởi vì trong hành trình suốt 13 năm đã qua của giải đấu thì chúng ta thấy đã có rất nhiều những cầu thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam trưởng thành từ VTV Cup rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam và trong cái đội hình của đội bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam như anh Tuấn vừa đề cập tới có 4 cầu thủ được bổ sung từ đội tuyển quốc gia. Đó là những cái tên như là Thanh Thúy, Trịnh Thị Huyền, Lê Thị Hồng và Nguyễn Thị Trinh. Và đó là những cầu thủ đã ghi được 10 và 11 điểm cho đội trẻ Việt Nam trong chiến thắng trước đội trẻ Thái Lan. Và tôi nghĩ rằng là trong cái chiến thắng đó thì chúng ta cùng thống nhất với nhau là cả đội đều đã thi đấu một cách đồng lòng quyết tâm, nhưng nổi bật lên vẫn có những cầu thủ tạo dựng ra được cái tiếng nói của mình. Tôi muốn đề cập tới ở đây đó là trường hợp của đội trưởng Lê Thanh Thúy, dường như là có một cái sự trưởng thành hơn hẳn so với những kỳ VTV Cup trước mà Lê Thanh Thúy được góp mặt, phải không ạ? Vâng, thực ra thì đối với Lê Thanh Thúy, vận động viên cũng đã từng nhiều lần được tham dự VTV Cup và thậm chí đã nhận được danh hiệu Miss Volleyball VTV Cup, thì có thể thấy rằng là trong thời gian gần đây khi mà Ngân hàng Công Thương ở câu lạc bộ cấp câu lạc bộ, vận động viên này cũng đã được tôi luyện nhiều hơn và cũng đã trưởng thành hơn, chỉ được thử sức ở nhiều những vị trí. Không, vị trí trước đây sở trường của Thanh Thúy là phụ công, nhưng sau này chị ở cấp độ câu lạc bộ vẫn được huấn luyện viên Lê Văn Dũng cho thử sức ở vai trò chủ công, vị trí đối truyền. Đó là những cái cơ hội để cho Thúy hoàn thiện mình hơn. Và khi mà tất nhiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì
về vị trí chủ công hay phụ công thì Thúy thực sự khó có thể cạnh tranh được với những cầu thủ lớn tuổi như là Kim Huệ hay là Ngọc Hoa, rồi ở vị trí chủ công có Trịnh Đinh Thị Thúy, rồi Trần Thanh Thúy, đó là những cầu thủ thực sự gọi là trụ cột của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng khi mà Lê Thanh Thúy xuống đội 1, xuống đội 2 thì có thể thấy rằng vai trò trách nhiệm của Thanh Thúy lại lớn hơn, bởi vì khi đó Thúy sẽ là người được đánh chính thường xuyên, và không những thế thì kinh nghiệm của Thúy sẽ là cái yếu tố rất quan trọng để cho đội trẻ có thể là vượt qua được những thời điểm khó khăn. Và nhìn chung là cách trong trận đấu với trẻ Thái Lan, chúng ta đã biết là có những thời điểm đội tuyển Việt Nam cũng đã để thua và cũng đã thực sự là cũng đã bị đối phương dẫn điểm, nhưng mà thấy là Thanh Thúy cùng với Lê Thị Hồng, những cầu thủ được kỳ vọng của đội tuyển trẻ lần này, đều đã vượt qua được cái sức ép và đã nhìn chung đã giúp cho đội tuyển trẻ Việt Nam có được một lối chơi tôi nghĩ là tương đối ấn tượng. Vâng, bên cạnh Lê Thanh Thúy thì còn gương mặt nào đã để lại cho anh ấn tượng trong trận đấu đầu tiên? Tôi thì luôn quan tâm tới vị trí chuyền hai, bởi vì từ xưa tới nay thì bóng chuyền nữ Việt Nam luôn rất quan tâm tới vị trí này, và không phải lúc nào chúng ta cũng có những cây chuyền hai thực sự xuất sắc và phù hợp với lối chơi của các đội tuyển. Lần này thì trong thành phần của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam có sự xuất hiện của Đặng Thu Huyền, một cây chuyền hai có chiều cao rất là tốt. Và anh Tuấn nghĩ sao với cái khả năng thi đấu của Thu Huyền trong việc phân phối bóng và cả tham gia bám chắn nữa? Vâng, tất nhiên là khi mà một vận động viên chuyền hai có chiều cao tốt thì đương nhiên là chị vận động viên này có lợi thế trong cái việc nhảy lên bám chắn. Tất nhiên là ở thời điểm không chỉ bây giờ mà thực ra từ xưa đến nay, chúng ta đang thấy Thu Huyền xuất hiện trên màn bóng hình. Bóng chuyền Việt Nam luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đào tạo những vận động viên chuyền hai, bởi vì là trong bóng chuyền thì những vận động viên chuyền hai luôn là những vận động viên khó đào tạo nhất. Rất nhiều những vận động viên đã thử chuyền hai, bởi vì phía chuyền hai được coi là một nửa đội bóng rồi, là người phân phối bóng, là người giữ nhịp trận đấu. Thì thực sự là với Đặng Thu Huyền, một vận động viên trẻ lần đầu tiên được đánh một giải đấu lớn, thì đó quả là một cái màn trình diễn nhìn chung là tốt. Tuy nhiên với Đặng Thu Huyền thì tôi nghĩ rằng là trong một cái trận đấu mà các cầu thủ trẻ, khi mà đối phương ở đối thủ bên kia là một đội bóng trẻ, thì Đặng Thu Huyền thể hiện được mình, nhưng ngày hôm nay thì nó sẽ lại một loạt khó khăn, bởi vì cái việc mà chuyền hai được hay không nó phải phụ thuộc vào các vận động viên đã bước một. Các vận động viên Nhật Bản như chị đã biết là trong trận đấu với Indonesia họ phát bóng quá hay, và khiến cho Indonesia, một đội bóng cũng có trình độ sấp xỉ với tuyển Việt Nam, bước một tốt như vậy mà cũng không thể nào đỡ được bước một. Tôi thấy rằng là ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng Đặng Thu Huyền sẽ có một ngày khó khăn đây, bởi vì thực sự là chúng ta phải lo là không biết là các vận động viên trẻ chúng ta sẽ nào khi phải đối mặt với những quả phát bóng khó như vậy. Nhưng dù sao thì như chúng ta biết đây là một giải đấu mà để cho các vận động viên của chúng ta học hỏi kinh nghiệm, tích lũy cọ sát. Thì với Đặng Thu Huyền, tôi cũng kỳ vọng ngày hôm nay các vận động viên trẻ, không chỉ Đặng Thu Huyền đâu mà các vận động viên trẻ của chúng ta là hãy tự tin lên, bởi vì đây là một giải đấu mà chúng ta cọ sát là chính và cần phải vượt qua được cái sức ép tâm lý. Thì có như vậy thì ở trận đấu này các cầu thủ của chúng ta chỉ cần thể hiện hết mình thôi. Vâng, chúng ta đã nói tới Lê Thanh Thúy, đã nói tới Đặng Thu Huyền. Và dù sao thì trước mắt các cầu thủ trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam là một thử thách rất lớn đến từ đội sinh viên Nhật Bản, một đội bóng có sức tấn công rất là mạnh. Và chúng ta sẽ cùng đến với những gương mặt đã tạo nên hàng công cho đội sinh viên Nhật Bản với những cầu thủ ghi điểm xuất sắc như là Misaki Yamauchi, cầu thủ mang áo số 11. Bên cạnh đó là Arisa Inoue, cầu thủ mang áo số 12. Còn một gương mặt cũng rất đáng được quan tâm đó là cầu thủ mang áo số 3 Imamura. Đó là những cầu thủ đã ghi điểm rất tốt cho đội sinh viên Nhật Bản. Cầu thủ Yamauchi ghi được 18 điểm trong trận đấu đầu tiên của mình tại VTV Cup 2017. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy là Arisa Inoue, cầu thủ ghi được 10 điểm, và Yuka Imamura, cầu thủ ghi được 11 điểm. Vâng, anh Tuấn thấy không, chúng ta có 3 chủ công rất xuất sắc. Nhưng theo quan sát của tôi khi hai đội khởi động thì có khả năng trận đấu này huấn luyện viên của đội sinh viên Nhật Bản sẽ có sự thay đổi trên hàng công để tạo cơ hội cho những cầu thủ khác nữa được thi đấu. Nhưng chúng ta đang nói tới vị trí chuyền hai, và để phân phối cho các chủ công xuất sắc như vậy ghi điểm thì cần phải có một cây chuyền hai xuất sắc. Và đội sinh viên Nhật Bản có một Shibata có lẽ là gây ấn tượng nhất từ đầu đến giờ, phải không ạ? Vâng, ngay từ trong buổi tập thôi thì tôi nhận thấy rằng là không chỉ Shibata Mika đâu mà những vận động viên chuyền hai khác của đội sinh Nhật Bản cũng đều là những vận động viên có kỹ thuật cơ bản rất tốt. Phải nói rằng là trong cái trận đấu mà yếu tố tốc độ là điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ sinh viên Nhật Bản, thì rõ ràng là đối với Shibata Mika, chị có những pha nhảy chuyền khả năng ra tay rất kín, tạo ra được sự đột biến ở những đường chuyền quyết định, gần như đối thủ là không thể theo chắn được, bởi vì là rất khó phán đoán Shibata Mika. Vì vậy tôi nghĩ rằng là với Shibata Mika thì đây sẽ là chìa khóa để cho giúp sinh viên Nhật Bản sẽ tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn bình luận viên Anh Tuấn với những nhận định
Vừa rồi chúng ta đã thấy là phân tích các vị trí của sinh viên Nhật Bản và đội trẻ Việt Nam. Đây sẽ là một thử thách, nhưng chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ có một trận đấu hết mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến chính của trận đấu này. Trận đấu giữa đội sinh viên Nhật Bản và đội tuyển trẻ Việt Nam. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó là danh sách của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản ra sân ở trận đấu này. Số 1 Momoko Oda, số 5 Mika Shibata, số 11 Misaki Amauchi, số 12 Arisa Inoue, số 14 Ayaka Suji. Huấn luyện viên là ông Masahiro Fuji. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những gương mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Thu Ngọc đưa ra sân với các cầu thủ số 11 Trịnh Thị Huyền, số 12 Lê Thị Hồng, số 13 Đặng Thu Huyền, số 14 Hoàng Thị Phương Anh, số 15 Nguyễn Thị Trinh và số 17 Lê Thanh Thúy. Đội hình của đội tuyển trẻ Việt Nam không có sự thay đổi so với trận thắng trước đội trẻ Thái Lan. Trong khi đó thì bên phía đội sinh viên Nhật Bản có một sự thay đổi so với trận đấu họ đã vượt qua đội tuyển Indonesia với tỷ số 3-0. Đó là Momoka Oda thi đấu thay cho Yuka Imamura. Điều lệnh bắt đầu trận đấu của trọng tài Melani Mameka, người Indonesia đã được vang lên. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài Mamaki và trọng tài Đào Xuân Anh, trọng tài của Việt Nam. Và điểm đầu tiên trong trận đấu này đã thuộc về đội tuyển trẻ Việt Nam. Trong trận đấu này, Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu trong bộ trang phục áo vàng quần đen, còn trong bộ trang phục áo trắng quần đỏ là các cô gái sinh viên Nhật Bản. Của đội tuyển trẻ Việt Nam với pha đánh hỏng của đội trưởng Lê Thanh Thúy. Lê Thanh Thúy có chiều cao 1m80, năm nay 22 tuổi, là cầu thủ của đội Ngân hàng Công Thương, rồi đã giành danh hiệu vô địch quốc gia ở mùa giải 2016. Trong thành phần của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tham dự VTV Cup năm nay, với nòng cốt là các cầu thủ của Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An và Thông tin Liên Việt Postbank, những trung tâm có tiếng đào tạo trẻ tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Sinh viên Nhật Bản dẫn 3-1. Các cầu thủ sinh viên Nhật Bản chơi rất hay ở khả năng phòng thủ hàng sau.
quá chính xác. Đó là pha ghi điểm của số 11 Yamauchi Misaki, cầu thủ là đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Nhật Bản. Với các cầu thủ trẻ của chúng ta, các em rất cần những trận đấu như này để nâng cao kinh nghiệm thi đấu, học hỏi, cọ sát. Rất hay. Đó là một pha vô tấn công rất có nét của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam, với pha ghi điểm của số 11 Trịnh Thị Huyền. Trịnh Thị Huyền có chiều cao 1m82. Trịnh Thị Huyền là một trong bốn cái tên trong máu đội tuyển trẻ Việt Nam được tăng cường từ đội tuyển quốc gia. Ngoài Trịnh Thị Huyền còn có Nguyễn Thị Trinh, Lê Thị Hồng và Lê Thanh Thúy. Việc được tăng cường xuống đội trẻ sẽ giúp cho các vận động viên được thi đấu nhiều hơn. Bởi nếu trong màu áo đội tuyển quốc gia thì thật khó để có cơ hội cho cả Lê Thanh Thúy lẫn Lê Thị Hồng, những cầu thủ đã từng nhiều lần được gọi tập trung đội tuyển quốc gia ở những giải đấu quốc tế, chứ chưa nói gì đến Trịnh Thị Huyền hay là Nguyễn Thị Trinh. Trong trận đấu với các cầu thủ đội tuyển Indonesia, sinh viên Nhật Bản đã trình diễn một bộ mặt thi đấu cực kỳ ấn tượng với một lối chơi tấn công phòng thủ rất đồng đều, biến hóa và tốc độ. Trong hai lần sang tham dự VTV Cup trước đây là năm 2011 và 2012 thì sinh viên Nhật Bản đều giành được danh hiệu vô địch, và năm nay họ cũng là ứng cử viên hàng đầu sau màn trình diễn hết sức thuyết phục trước Indonesia. Mặc dù năm nay họ sang thi đấu với một dàn cầu thủ hoàn toàn khác, nhưng thấy là với những cầu thủ đã từng thi đấu cho U23 Nhật Bản thì sinh viên Nhật Bản năm nay còn được đánh giá là mạnh hơn so với những năm trước đây khi tham dự VTV Cup. Đội tuyển Việt Nam đã có được điểm thứ 5, cách biệt lúc này rất xít sao. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ trẻ chúng ta đang thi đấu tự tin, đó là điều rất cần thiết. Các cầu gái trẻ lúc này đang có được khởi đầu khá tốt khi chúng ta không bị ngược trước đối thủ và cũng không bị ngược trước quá đông khán giả đang cổ vũ cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Phát bóng quá mạnh của Phương Anh. Phương Anh là một trong những cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Phương Anh sinh năm 2000, năm nay 17 tuổi và có chiều cao 1m74. Trong những cô gái đánh chính của tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam thì Hoàng Thị Phương Anh là vận động viên trẻ nhất, 17 tuổi. Hai đội tập trung hội kỹ thuật lần thứ nhất trong set đấu đầu tiên. Đội sinh viên Nhật Bản đang dẫn trước. Đây là một kết quả không có gì bất ngờ. Tuy nhiên lúc này thì đội tuyển trẻ Việt Nam không bị dẫn quá xa. Đây là trận đấu thứ hai của cả hai đội sinh viên Nhật Bản và đội tuyển trẻ Việt Nam tại bảng B. Cuộc đối đầu của hai đội bóng đã từng thắng ở trận đấu ngày hôm qua. Nếu như các cầu thủ sinh viên Nhật Bản thắng Indo 3-0, đội tuyển trẻ Việt Nam thắng trẻ Thái Lan 3-1. Đội 1 không tốt. Các cô gái Nhật Bản
có những quả phát bóng bay rất khó chịu. Bóng thường sát mép lưới và có điểm rơi xuống rất nhanh. Vẫn còn. Bóng đã chạm vào tay chắn đội sinh viên Nhật Bản. 3 điểm cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Bây giờ thì hàng trên đội tuyển trẻ Việt Nam đã có sự trở lại của Lê Thị Hồng, thủ áo số 11. Lê Thị Hồng là cầu thủ duy nhất của đội bóng chuyền nữ Rudico Hải Dương góp mặt trong thành phần đội tuyển trẻ Việt Nam và đã có thêm một điểm nữa cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Đội tuyển trẻ Việt Nam vẫn đang chơi tốt cho dù lúc này đối thủ là sinh viên Nhật Bản. Và phát bóng của số 15 Nguyễn Thị Trinh. Trên hàng chắn vừa rồi, phía đội tuyển Việt Nam, người ở giữa lưới là số 11 Trinh Thúy Uyên đã không thể kịp di chuyển ra biên theo chắn. Tốc độ ở những đường truyền của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản là rất cao, đòi hỏi các cầu thủ ban chắn phải có khả năng phán đoán và di chuyển rất linh hoạt, nó có thể kịp theo chắn. Mười một tám. Bóng trong sân, có thể thấy là bóng đi sâu về góc sân nhưng điểm rơi xuống rất nhanh. Và phát bóng vừa rồi là của cầu thủ Shibata Mika. Điểm số bây giờ là 12-8. Những phút vừa qua đội tuyển trẻ Việt Nam chơi tốt mặc dù chúng ta đang bị dẫn điểm, đây cũng là điều không có gì bất ngờ. Nhưng người thấy là các vận động viên trẻ của tuyển Việt Nam đã chơi tự tin, cũng đã có được những pha phối hợp tấn công mạch lạc. Cái quan trọng là các cầu thủ đang có được tâm lý tốt, không bị mất tự tin. 12-8. Đội một chưa được tốt, sai lầm của đội trưởng Lê Thanh Thúy. Lê Thanh Thúy đã không phán đoán được điểm rơi của trái bóng sau quả phát bóng của đội sinh viên Nhật Bản. Đến lúc đẩy ra biên, lỗi chạm lưới. Không phải lỗi chạm lưới mà là lỗi tranh chấp trên lưới của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản. Chúng ta cho rằng đó là một pha bóng mà bóng đang trong tầm kiểm soát của đội tuyển trẻ Việt Nam. Và cầu thủ của đội sinh viên Nhật Bản đã bị bắt lỗi. 9-13. Có thể đây sẽ là lúc mà các cầu thủ sinh viên Nhật Bản sẽ tăng tốc. Bóng đã khẽ chạm vào lưới. Vẫn còn. Bóng đứng được chuyền hơi khó. Hai pha tấn công liên tiếp của Oda Momoka, cầu thủ đội trưởng của đội sinh viên Nhật Bản. Trong trận đấu trước, Oda Momoka không được ra sân. Nhưng ở trận đấu này thì huấn luyện viên trưởng Fuji Masahiro đã đưa Oda Momoka vào sân ngay từ đầu. Đội tuyển trẻ Việt Nam đang gặp khó khăn trong khâu đỡ bóng một. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi các vận động viên của sinh viên Nhật Bản có những quả phát bóng rất khó.
cách biệt đang dần được nới rộng cho đội Siêu Vân Nhật Bản. Bước ngoặt để cho các cầu thủ Siêu Vân Nhật Bản bứt lên, đó vẫn là những tình huống phát bóng để tạo ra được lợi thế. Và khi mà các cầu thủ trẻ của chúng ta không đỡ bóng một thì chúng ta không có cơ hội tấn công, và cũng đã khiến cho các cầu thủ bị mất đi phần nào sự tự tin trong việc đỡ bóng một. Thậm chí ngay cả một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất như Lê Thành Thúy, đội trưởng của đội tuyển trẻ Việt Nam, cũng đỡ hỏng bóng một. Một điều dễ dàng nhận ra là trong những phút đã qua của hiệp đấu thứ nhất, những quả phát bóng tấn công của đội sinh viên Nhật Bản đang gây ra nhiều khó khăn cho việc bước một của đội trẻ Việt Nam. Trong ít phút, cầu thủ mang áo số 1 Momoka Oda đã có những pha đập bóng ghi điểm, và ở vị trí này thì sự xuất hiện của Arisa Inoue cũng mang tới nhiều điểm số cho đội sinh viên Nhật Bản. Một trận đấu không dễ cho hàng chắn của đội tuyển trẻ Việt Nam. Bỏ nhỏ thành công. 18-9. Với một đội bóng có những cầu thủ U23 Nhật Bản và đã tham dự giải sinh viên thế giới. Đây thực sự là một thử thách khó đối với đội tuyển trẻ Việt Nam. 19-9. Sau những phút đầu tiên nhập cuộc đầy hứng khởi, lúc này đội tuyển trẻ Việt Nam đang gặp những khó khăn và đang để cho đối thủ vượt lên với cách biệt điểm số khá xa. Đó là pha ghi điểm của Lê Thanh Thúy, đội trưởng mang áo số 17 của đội tuyển trẻ Việt Nam, điểm thứ 10 cho các cô gái áo vàng. Rất hiệu quả của Misaki Yamauchi. Yamauchi có lối chơi rất toàn diện, và đây là cầu thủ toàn diện nhất của giải vô địch U23 châu Á năm 2017. Thêm một điểm số nữa cho đội sinh viên Nhật Bản. Huấn luyện viên Thu Ngọc xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Cho tới ngày thi đấu thứ 3 của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2017. Tất cả các đội bóng tham dự đều đã có màn trình diễn, và chúng ta đã có thể nhận diện những đối thủ được coi là ứng cử viên trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch của giải đấu năm nay. Ở đó có sự xuất hiện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, và tất nhiên không thể thiếu là đội sinh viên Nhật Bản. Giành chiến thắng ở trận đấu này, đội sinh viên Nhật Bản sẽ có vị trí dẫn đầu của bảng B, và không ngoại trừ khả năng đội sinh viên Nhật Bản sẽ tiến bước vào trận chung kết, và chúng ta cũng hy vọng sẽ có sự xuất hiện của đại diện chủ nhà góp mặt trong trận đấu chung kết. Nỗ lực theo bám chắn của đội trẻ Việt Nam dù chưa thành công, nhưng trong những phút đã qua, những cầu thủ trên hàng chắn của đội trẻ Việt Nam cũng đã cố gắng để theo sát những pha tấn công của đối thủ.
Dù vậy, tốc độ chuyền bóng và chuyển hướng tấn công của cây chuyền 2 Shibata thực sự ấn tượng. Lỗi dẫn vạch khi phát bóng. Trọng tài vừa bắt lỗi dẫm vạch khi phát bóng của Kasumi Nojima. Lúc này ở cầu trên của đội tuyển trẻ Việt Nam có Lê Thanh Thúy, Phương Anh và Nguyễn Thị Trinh. Không kịp. Nỗ lực di chuyển để cứu bóng của Lê Thị Hồng đã không thành công. Hai sự thay đổi người bên phía đội sinh viên Nhật Bản, Yamauchi và Shibata rời sân. Có sự thay đổi ở cả vị trí chuyền 2 và vị trí chủ công. Bản thân đội sinh viên Nhật Bản cũng rất muốn thử sức cho những cầu thủ ở hàng dự bị của mình. Sinh viên Nhật Bản 12-23. Cần phải nhớ rằng trong trận đấu đầu tiên, đội tuyển sinh viên Nhật Bản đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Indonesia và chỉ để cho đối thủ ghi có 34 điểm. Và chúng ta cũng cần phải nhớ rằng đội tuyển Indonesia có một chủ công ghi điểm xuất sắc như Mankanang. Bóng ngoài, nhưng bóng đã chạm vào tay chắn của đội tuyển trẻ Việt Nam trước khi ra ngoài. 24-12. Đó là quả phát bóng của đội trưởng Oda. Pha đánh chiến thuật quá hay. Người vừa kết thúc pha phối hợp vừa rồi để ghi điểm thứ 25 cho đội sinh viên Nhật Bản là Haruka Maruo. 25-12 là tỷ số trong hiệp thi đấu đầu tiên với chiến thắng dành cho đội sinh viên Nhật Bản. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Giới thiệu dầu gội Ramus. Nếu bạn tìm dầu gội có tác dụng mượt tóc, vừa sạch đầu, hãy chọn Ramus. Nếu bạn tìm dầu gội sạch đầu thuần túy, hãy chọn dầu gội khác. Ramus, dầu gội hai tính năng, mượt tóc, sạch đầu. Dầu gội Ramus, đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Ramus.
Ở set đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam phát bóng trước. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã để thua Việt ở set đấu thứ nhất. Tuyển trẻ Việt Nam chỉ có thể chơi tốt trong phần đầu của set 1. Nhưng khi mà đối thủ bắt đầu tăng tốc với những quả phát bóng khó thì ngay tức các cô gái trẻ của tuyển Việt Nam lúng túng trong việc điều chỉnh bước 1. Những quả phát bóng rất khó chịu của đội sinh viên Nhật Bản đã khiến cho đội tuyển trẻ Việt Nam loay hoay trong việc tìm ra phương án để khống chế những quả phát bóng. Hai không. Vừa rồi là pha dứt điểm của số 11 Trịnh Thị Huyền. Phụ công Trịnh Thị Huyền khi nhảy lên kết thúc đã để tay chạm vào lưới. Điểm số tiếp theo dành cho đội sinh viên Nhật Bản. Lê Thanh Thúy. Điểm đầu tiên cho đội tuyển trẻ Việt Nam ở set thứ hai. Đội bóng đầu tiên của Nhật Bản sang dự VTV Cup là Denso Arabis năm 2005 và đội bóng này đã giành chức vô địch. Chỉ có đội bóng duy nhất của Nhật Bản sang dự VTV Cup mà không giành được một trong ba vị trí dẫn đầu của giải, đó là Shikoku năm 2007. Và có bóng lỏng tay rất tốt của Oda Momoka. Oda Momoka khi nhảy lên dứt điểm đã quan sát thấy phía sau hàng chắn các cầu thủ trẻ Việt Nam, một khoảng trống rất rộng. Và ngay tức thì Oda Momoka đã khai thác. Vừa rồi thì đội tuyển trẻ Việt Nam có sự thay đổi người. Cầu thủ có chiều cao tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Năm nay cũng mới 17 tuổi và chỉ có chiều cao 1m86 vào sân. Bích Tuyền có chiều cao mạnh khảnh. Cầu thủ này có chiều cao 1m86 và nặng có 60kg. Bích Tuyền năm nay mới 17 tuổi nhưng đã có chiều cao rất tốt, lên tới 1m86. Chỉ có một mình đội trưởng Thanh Thúy bám chắn vừa rồi thì gần như không có cơ hội trước pha dứt điểm của Oda Momoka. Có thấy là trong những pha nhảy chuyền của Shibata Mika, đội sinh viên Nhật Bản luôn có được những tình huống thuận lợi để kết thúc, bởi không chỉ đánh lừa được hàng chắn của tuyển trẻ Việt Nam mà còn luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho các chủ công hay các phụ công có được tầm bóng thuận lợi kết thúc. Với việc trong trận đấu ở bảng A vừa kết thúc cách đây không lâu với phần thắng thuộc về đội Suwon Hàn Quốc, thì ở trận đấu cuối cùng tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng trước Suwon Hàn Quốc để có được vị trí đầu bảng. Nếu như muốn tránh gặp Nhật Bản ở trận đấu bán kết. Vừa rồi chúng ta được thấy pha ghi điểm của Nguyễn Thị Bích Tuyền, cầu thủ mới vào sân. Chúng tôi xin nhắc lại là Bích Tuyền có chiều cao 1m86 và năm nay 17 tuổi. Và là kỹ thuật hơi bị với. Và dứt điểm liên tiếp của đội tuyển trẻ Việt Nam. Và kết thúc cuối cùng là của số 15 Nguyễn Thị Trinh. Trên sân lúc này đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ có chiều cao 1m86. Có một cầu thủ có chiều cao 1m82 là Trịnh Thị Huyền và hai cầu thủ có chiều cao 1m80 là Nguyễn Thị Trinh và Lê Thanh Thúy. Nếu như ở đội tuyển quốc gia chúng ta có những vận động viên có chiều cao tốt như là Trần Thanh Thúy 1m90 hay là Bùi Thị Nga 1m86
kia đội tuyển trẻ Việt Nam chúng ta cũng có những vận động viên có chiều cao lý tưởng. Và đá bóng rất ấn tượng của Nguyễn Thị Bích Tuyền, tầm bóng cao. Có lẽ là để ghi điểm trước các cầu thủ siêu vật Nhật Bản thì đúng là Bích Tuyền là một quân bà chiến lược của huấn luyện viên Thu Ngọc, bởi Bích Tuyền có chiều cao tốt và có tầm tấn công kết thúc bóng ở điểm cao, có thể vượt qua được hàng chắn của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản. Bích Tuyền vào sân và đã ghi được 2 điểm cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Cứu bóng tốt, cứu bóng xuất sắc của libero bên phía đội tuyển trẻ Việt Nam. Đỗ Thị Hiền cô ghi điểm cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Bóng được đẩy ra ngoài biên nhưng bóng xuống thấp, vì vậy mà Lê Thị Hồng không thể kết thúc được. Vẫn là Lê Thị Hồng đập bóng mạnh đi, vẫn chưa được. Bóng nhỏ quá hay, trong khi các cầu thủ của đội tuyển trẻ Việt Nam gần như đứng chôn chân để chuẩn bị thực hiện những pha phòng thủ trước một quả đập bóng mạnh, thì ở thời điểm quyết định có thể thấy là Nojima Kasumi đã rất khôn ngoan với một pha gõ bóng khiến cho các cầu thủ hàng sau của Việt Nam đứng chôn chân. 8-5. Có thể thấy là mặc dù đang bị dẫn điểm nhưng trong thời điểm nhập cuộc của mỗi hiệp đấu đã qua thì tinh thần thi đấu của đội trẻ Việt Nam là rất đáng ghi nhận và vẫn có những điểm sáng. Đôi chút lo ngại về khả năng bước một của đội tuyển trẻ Việt Nam trước những quả phát bóng tấn công rất nguy hiểm của đội sinh viên Nhật Bản đã phần nào được giải tỏa khi huấn luyện viên Thu Ngọc đã chỉ đạo rất sát cho các học trò để tập trung bước một. Anh Tuấn nghĩ sao khi mà các cầu thủ trẻ Việt Nam đang có được những dấu hiệu tiến bộ trong việc bước một, ít nhất là so với trận đấu đầu tiên và ở trận đấu này? Vâng, có thể thấy là huấn luyện viên Thu Ngọc đã chú trọng, bởi vì là bước một là khâu quan trọng nhất, đặc biệt là trước một đối thủ như sinh viên Nhật Bản có những quả phát bóng rất khó, có những điểm phát bóng điểm rơi rất khó lường, và các cầu thủ trẻ cần phải tối đa trong việc không chế bước một. Và nhìn chung cho đến thời điểm này thì các cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam mặc dù cũng đã có những tình huống hỏng bóng một, đó là chuyện đương nhiên, nhưng có thể thấy là các cầu thủ cũng đã dần thích nghi được với những quả phát bóng của các cầu thủ trẻ Nhật Bản, đặc biệt là ở thời điểm đầu. Nếu như đối đầu bóng một tốt thì các cầu thủ rõ ràng là sẽ có được sự tự tin hơn rất nhiều. Cùng với đó là các cầu thủ tuyển trẻ Việt Nam cũng sẽ có được những tình huống tổ chức tấn công mạch lạc hơn. Huấn luyện viên Thu Ngọc trước đây đã từng là vận động viên chuyền 2 của đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin và cũng đã từng có thời điểm góp mặt cùng với đội tuyển Việt Nam dự VTV Cup những năm đầu. Nhưng khi đó thì đội bóng chuyền nữ Việt Nam có một cây chuyền 2 xuất sắc là Lan Thị Hồng. Vì vậy mà cây chuyền 2 Thu Ngọc ít khi được đánh chính. Rõ ràng là Thu Ngọc lúc này ở trên vị trí huấn luyện cũng cảm nhận được sự khó khăn của các cầu thủ học trò của mình ở trên sân đang phải đối mặt với những quả phát bóng rất khó của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản. Những cầu thủ kinh nghiệm như Lê Thị Hồng hay là Lê Thị Thúy cũng đã nhiều lần hỏng bước một. Có thấy là khi mà chúng ta điều chỉnh bước một ổn định thì đội tuyển Việt Nam cũng có được những pha tấn công mạch lạc và hiệu quả. Những pha dứt điểm của Thanh Thúy, Lê Thị Hồng hay là vận động viên Bích Tuyền. Cứu bóng rất tốt. Khi nhảy lên kết thúc thì rõ ràng là Lê Thanh Thúy không có đà. Việc bật nhảy tại chỗ không phải là một thế mạnh của Lê Thanh Thúy. Tầm bóng thấp và bị với, vì vậy mà Lê Thanh Thúy đã không thể vượt qua được hàng chắn của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản.
huấn luyện viên Thu Ngọc đã quyết định xin tạm dừng trận đấu để cho các cầu thủ trẻ Việt Nam hội ý. Và chắc chắn là điều mà huấn luyện viên Thu Ngọc nhắc đến vẫn là khâu cố gắng là làm sao đỡ được bước một thật tốt. Những đường phát bóng của các cầu thủ trẻ Nhật Bản, bóng đi rất lạng. Không chỉ tốc độ mà trái bóng đi có điểm rơi rất khó lường và thường là đi sát lưới. Trong trận đấu với các cầu thủ Indo, các cầu thủ sinh viên Nhật Bản thường sử dụng những quả phát bóng ngắn để phá vỡ chiến thuật trong những tình huống chạy chiến thuật của các cầu thủ Indonesia. Và trong trận đấu này thì những tình huống phát bóng của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản cũng rất đa dạng. Có những tình huống họ phát bóng rất sâu về phía cuối sân và những cầu thủ tuyển trẻ Việt Nam trong nhiều phát bóng tưởng rằng bóng ra ngoài nhưng cuối cùng thì bóng vẫn rơi vào phía cuối sân. Trình độ của các cầu thủ Nhật Bản ở một tầm khác hẳn và đã tiếp cận với bóng chuyền đỉnh cao. Vì vậy với các cầu thủ trẻ Việt Nam ở một trận đấu như thế này, đó là một cơ hội cọ sát quý giá và hiếm khi tuyển trẻ Việt Nam có được dịp thi đấu với một đội bóng mạnh như sinh viên Nhật Bản. Ở sân chơi trẻ thì các cầu thủ trẻ của chúng ta được tham dự những giải đấu như là giải trẻ Đông Nam Á hay là giải trẻ châu Á. Và gần đây nhất thì đội tuyển U23 Việt Nam có cơ hội cọ sát tại giải U23 châu Á và giành được huy chương đồng. Việc được cọ sát với những đội bóng có trình độ cao hơn sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ có được sự tiến bộ. Việt Nam cứu bóng không thành công. 15-7 cho sinh viên Nhật Bản. Bóng chạm tay chắn và rơi ra phía sau phần sân của đội tuyển Việt Nam. Libero Đỗ Thiền đã không thể có cơ hội kịp chuyển lên hỗ trợ trang chắn. Tỷ số vẫn đang rất cách biệt và ưu thế dẫn điểm thuộc về các cầu thủ sinh viên Nhật Bản. Nếu như ở cuối hiệp đấu đầu tiên, huấn luyện viên Masahiro Fuji của đội sinh viên Nhật Bản đã có lúc thử nghiệm cây chuyền hai mới, thì bước vào hiệp đấu thứ hai, Shibata đã được đưa trở lại sân để ổn định lối chơi cho đội sinh viên Nhật Bản. Đã có những thời điểm khi mà các cô gái trẻ của đội tuyển trẻ Việt Nam thi đấu hưng phấn, họ cũng đã tạo ra được những khó khăn nhất định đối với đối thủ bên kia lưới là đội sinh viên Nhật Bản. Mặc dù chưa duy trì được những pha tấn công liên tục và chưa thực sự tạo ra một sức ép lớn lên đối thủ, nhưng trong những phút đã qua, chúng ta vẫn đang thấy hàng chắn của đội trẻ Việt Nam vẫn đang nỗ lực để theo bám chắn. Không dễ để theo được những hướng đánh rất đa dạng khi mà đội sinh viên Nhật Bản có những cầu thủ tấn công xuất sắc như Yamauchi đang ở cầu trên. Và hàng sau của đội bóng này thì vẫn đang phòng thủ rất tập trung. Bỏ nhỏ thành công pha xử lý của Yamauchi. Ở lượt trận đầu tiên, Yamauchi ghi được 18 điểm cho đội sinh viên Nhật Bản. Nhưng cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất trong một trận đấu
kể từ khi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2017 khởi tranh, đó là Piyarat, cầu thủ của đội sinh viên của đội trẻ Thái Lan. Bích Tuyền có chiều cao 1m86, nhưng tầm đánh của cầu thủ này chưa phải là quá cao và cũng rất cần những đường chuyền phù hợp với tầm đánh và bước vào đà của cầu thủ mang áo số 18. Không vượt qua được tay chắn của đội sinh viên Nhật Bản. 20-7. Chắn bóng thành công. Thanh Thúy đã phán đoán đúng thời điểm nhảy lên bám chắn và đã vô hiệu hóa được pha xử lý của Yamauchi. Quan sát Thanh Thúy thi đấu thời gian gần đây thì khả năng theo bám chắn của cầu thủ này đã được cải thiện đáng kể. Bóng ngoài. Đó là một pha phối hợp có đầy sự bất ngờ của đội sinh viên Nhật Bản với pha di chuyển vào vị trí số 3 đánh bóng của Yamauchi. Nhưng tiếc cho cầu thủ này là bóng ở ngoài sân. Một điểm khá may mắn dành cho đội trẻ Việt Nam. 9-20. Vẫn đang là cơ hội ghi điểm cho đội sinh viên Nhật Bản. Bóng bật tay chắn của Thanh Thúy ra ngoài. 21-9. Hai sự thay đổi người bên phía đội sinh viên Nhật Bản. Số 7 Shiori Tsukada và số 15 Haruka Maruo vào sân. Huấn luyện viên Masahiro Fuji tiếp tục giữ sức cho hai cầu thủ trụ cột của đội bóng. Đó là chuyền hai Shibata và Misaki Yamauchi. Vượt qua được tay chắn của đối phương, cần có những pha đập uy lực hơn nữa ở vị trí số 4. Bây giờ sẽ là quả phát bóng của Trịnh Thị Huyền. Ở trên sân lúc này, sinh viên Nhật Bản đang thi đấu với vai trò chuyền hai của Tsukada. Trong lần đầu tiên góp mặt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, sau khi vượt qua được thử thách đầu tiên là đội trẻ Thái Lan, thử thách tiếp theo với độ khó tăng dần lên đối với các cô gái của đội trẻ Việt Nam. Lúc này họ đang bị dẫn điểm. 11-23. Quả phát bóng không thành công vừa rồi của Oda đã giúp cho đội trẻ Việt Nam lên điểm thứ 11. Cách biệt vẫn còn quá xa để có thể nghĩ tới khả năng cân bằng điểm số. Nhưng các cầu thủ của đội trẻ Việt Nam trong trang phục áo vàng vẫn đang thi đấu rất cố gắng. Và trên hết họ vẫn đang nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. 12-23. Rất nỗ lực để cứu bóng. Ở khả năng phòng thủ thì các cô gái Nhật Bản luôn làm rất tốt. Nhưng ở lần thứ hai thì pha bay người cứu bóng của Oda đã không thành công. 13-23.
những phút thi đấu đầy cố gắng của Thanh Thúy và các đồng đội. Điều đó giúp cho họ lên được điểm thứ 13. Đội sinh viên Nhật Bản đang tiến sát tới chiến thắng ở hiệp thi đấu thứ hai. Thực hiện quả phát bóng cho các cô gái sinh viên Nhật Bản đó là Yaika Suzy. Lối bước 1 của Lê Thị Hồng. 25-13 là tỷ số trong hiệp thi đấu thứ hai. Và một lần nữa đội sinh viên Nhật Bản lại vượt qua đội trẻ Việt Nam. Họ đang dẫn 2-0 sau 2 hiệp đấu. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Quý vị và các bạn khán giả truyền thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với diễn biến của hiệp đấu thứ 3 trong cuộc đọ sức giữa đội tuyển trẻ Việt Nam và đội sinh viên Nhật Bản trong khuôn khổ bảng B của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Hiệp đấu thứ 3 đã bắt đầu với một tình huống bước 1 không thành công của Lê Thanh Thúy. Ở hai hiệp đấu đã qua thì đội tuyển trẻ Việt Nam luôn cố gắng thi đấu và cạnh tranh điểm số với đối thủ trong khoảng 1/3 thời gian đầu tiên. Nhưng càng thi đấu thì rõ ràng là sự đồng đều giữa các vị trí và khả năng tấn công rất tốt đã giúp cho sinh viên Nhật Bản chiếm ưu thế và vươn tới những chiến thắng
với tỷ số cách biệt là 25-12 và 25-13. Những quả phạt bóng rất khó chịu của đội sinh viên Nhật Bản gây ra khó khăn cho đội trẻ Việt Nam trong việc bắt bước một. Trong chiến thắng trước đội tuyển Indonesia, những quả phát bóng tấn công chiến thuật của đội sinh viên Nhật Bản cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển quốc gia Indonesia. Quyết định tạm dừng hội ý chiến thuật từ rất sớm của huấn luyện viên Thu Ngọc, theo chúng tôi là điều cần thiết để giúp cho đội trẻ Việt Nam tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu, kiên trì và nỗ lực giống như trong hai hiệp đấu đã qua. Và điều quan trọng là kịp thời giúp các học trò ổn định tinh thần và không bước một. Qua trận đấu này thì giới chuyên môn cũng như người hâm mộ sẽ càng nhận diện rõ hơn về khả năng thi đấu của đội sinh viên Nhật Bản. Có những thời điểm họ tung vào 3 cầu thủ mới từ băng ghế dự bị, nhưng không có một sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình xuất phát và các cầu thủ dự bị của đội bóng này. Rõ ràng là đội sinh viên Nhật Bản đã chuẩn bị lực lượng rất kỹ để tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Trong đội hình của đội bóng này có Arisa Inoue đã được gọi vào đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ thi đấu rất hay ở giải U23 châu Á như Yamauchi hay cầu thủ mang áo số 14 Ayaka Suji. Đó là những cầu thủ đã nhận được danh hiệu cầu thủ toàn diện hay phụ công xuất sắc của giải U23 châu Á. Khi đưa vào sân đội hình với những phương án dự bị thì huấn luyện viên Masahiro Fuji cũng muốn được thử sức và giúp cho các học trò của mình có cơ hội được thi đấu cọ sát. Và điều đó giúp chúng ta thấy được độ dày về đội hình của đội bóng này. Và nếu như đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển sinh viên Nhật Bản trong những vòng đấu tới sẽ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cú đánh quá nhanh. Những pha đánh lao như vừa rồi rất khó để hàng chắn của đội trẻ Việt Nam kịp tổ chức bám chắn. Đó là pha ghi điểm của Nojima. Đang có một cách biệt khá lớn về mặt điểm số trong thời điểm đầu tiên của hiệp đấu thứ ba này. Đây sẽ là cơ hội ghi điểm cho đội trẻ Việt Nam. Thanh Thúy đã có một tình huống di chuyển và đánh bóng để vượt qua tay chắn đối phương. Điểm rơi về góc cuối sân rất khó để phòng thủ. Trong trận đấu với đội trẻ Thái Lan thì Thanh Thúy cũng có hai pha ghi điểm như vậy. Sự không hiểu ý nhau sau tình huống bước một của Lê Thị Hồng. Vừa rồi vị trí giữa số 11 Trình Thị Huyền và số 13 Đặng Thu Huyền chưa thực sự có khả năng phối hợp ăn ý và hiểu nhau. Phương Anh, một pha gõ bóng nhẹ. Điểm số là 8-1 khi hai đội bước vào thời gian hội ý kỹ thuật lần đầu tiên trong hiệp đấu này.
hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu hiệp thứ 3. Mỗi trận đấu với đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tại VTV Cup 2017 đều sẽ là những bài học đáng quý, bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển trẻ quốc gia được thi đấu ở một kỳ VTV Cup. Với những đối thủ có trình độ cao dần, có thể thấy các cầu thủ của huấn luyện viên Thu Ngọc sẽ có những bài học quốc tế đầu tiên. Vẫn còn. Rất nỗ lực để phòng thủ. Nhưng pha xử lý cuối cùng của Phương Anh đã không kịp để giúp cho đội tuyển trẻ Việt Nam cứu được pha tấn công. Đó là pha xử lý của Oda. Cần có nhiều hơn những pha bóng như vừa rồi. Đội tuyển trẻ Việt Nam có những phụ công đang thi đấu khá chắc tay. Quan sát những pha bóng như vừa rồi của Trịnh Thị Huyền, thì nếu như các chủ công chưa ở những vị trí thuận lợi, cây chuyền 2 Thu Huyền hoàn toàn có thể phân phối bóng cho các phụ công có cơ hội dứt điểm. Trịnh Thị Huyền cũng là người ghi điểm tốt nhất cho đội trẻ Việt Nam trong trận đấu với trẻ Thái Lan. Thực sự xuất sắc với những pha bỏ nhỏ như vừa rồi của Oda. Cách xử lý rất giống với Yamauchi trong hiệp 1. Đó là cách để cho các chủ công của đội sinh viên Nhật Bản vượt qua được tay chắn của đội trẻ Việt Nam. 11-2. Pha xử lý ở bước 2 chưa thành công của Thu Huyền. Ý đồ đánh bóng về góc sân của Thanh Thúy chưa thành công, điểm rơi không chính xác. 13-2. Không vượt qua được tay chắn của Suzy. 14-2. Thu Huyền rời sân để nhường chỗ cho Thủy Tiên. Một sự thay đổi ở vị trí chuyền 2. Chúng ta sẽ cùng xem sự thử nghiệm mới của huấn luyện viên Thu Ngọc. Đối với các cầu thủ của đội tuyển trẻ Việt Nam thì bất cứ ai được ra sân đều sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ. Vừa rồi thì cầu thủ của đội trẻ Việt Nam đã chạm lưới. Một tỷ số rất xa ở set đấu thứ 3. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi đây là một trận đấu mà chúng ta đã lường trước. Đội sinh viên Nhật Bản sẽ giành chiến thắng cách biệt trước đội tuyển trẻ Việt Nam. Nhưng ít nhiều vào lúc này, đội tuyển trẻ Việt Nam cũng đã chơi với một phong cách và một tinh thần làm hài lòng khán giả. Trước một đối thủ quá mạnh như sinh viên Nhật Bản, đội tuyển trẻ Việt Nam thua là chuyện bình thường. Đấu tiếp tục với tỷ số đang là 15-2 nghiêng về phía đội sinh viên Nhật Bản.
Ba chân bóng sau đầu khá tốt của số 13 Đặng Thu Huyền. Tuyển Việt Nam vừa triển khai một tình huống tấn công biên tốt để có được thêm một điểm nữa, 3-15. Cầu thủ xin về Nhật Bản di chuyển rất linh hoạt trên sân. Tôi thấy là mỗi khi họ có được tình huống tổ chức tấn công thì tất cả các cầu thủ trên sân đều di chuyển. Từ đó sẽ khiến cho đối phương rất khó phán đoán là bóng sẽ được chuyền về đâu. Một đội bóng mạnh như đội Indonesia, đội bóng được đánh giá cao hơn so với đội tuyển trẻ Việt Nam, thậm chí còn thua nhanh trong 3 set. Thì việc đội tuyển trẻ Việt Nam để thua ở trận đấu này cũng trong 3 set là điều đã được dự đoán từ trước. Ở set 1 và set 2, đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn. Ở set 3 này thì đội tuyển trẻ Việt Nam đang bị dẫn xa. Phòng thủ hàng sau thực sự tốt. Đó là cơ sở để cho đội sinh viên Nhật Bản có thể ghi điểm. Trước đó cũng đã có những trịch trạc với một đường chuyền không tốt của đội sinh viên Nhật Bản, nhưng hàng sau của họ xử lý quá hay. Và cuối cùng thì chúng ta thấy Muranaga đã có được một pha ghi điểm không mấy khó khăn. Phát bóng tốt. 18-3. Thanh Thùy vẫn đang động viên tinh thần thi đấu của các đồng đội. Đập bóng rất uy lực nhưng không dễ để vượt qua được hàng sau đang thi đấu tập trung của đội sinh viên Nhật Bản. Chớp cơ hội nhanh, điểm cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Các cô gái trong bộ trang phục áo vàng vẫn đang kiên trì thi đấu và không bỏ cuộc. Đó là một điều rất đáng khen ngợi và chúng tôi thực sự tin rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đây sẽ là những bài học cần thiết đối với đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Và chúng ta cần phải thực sự nhận ra rằng là sinh viên Nhật Bản đang là một đội bóng có chiều sâu lực lượng rất tốt ở giải đấu năm nay. Không vượt qua được tay chắn của đội sinh viên Nhật Bản. Tầm đánh của Lê Thị Hồng trong pha xử lý vừa rồi không phải là quá cao để vượt qua được tay chắn của đối phương. Cơ hội ghi điểm cho đội trẻ Việt Nam. Liên tiếp các pha di chuyển đánh bóng chiến thuật. Và trong hai tình huống đó thì Nguyễn Thị Trình đã xử lý thành công để mang về điểm cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Quả phát bóng cho đội trẻ Việt Nam được thực hiện bởi Nguyễn Thị Trình. Cầu thủ có chiều cao 1m80 và năm nay 20 tuổi. Bóng ngoài, điểm cho đội trẻ Việt Nam. 6-20. Trong ít phút đã qua thì các phụ công của đội trẻ Việt Nam đã có nhiều đất diễn hơn.
lần lượt Trịnh Thị Huyền và Nguyễn Thị Trinh đều có những cơ hội dứt điểm. Lê Thị Thúy đã rất cố gắng để di chuyển cứu bóng trước pha đập bóng rất mạnh. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý từ hàng sau. Một cú đánh từ bước vào đà cho tới pha tiếp bóng và phát lực tấn công đều rất tốt. Vẫn cứu được. Thực sự cần phải dành lời khen cho hàng sau của đội sinh viên Nhật Bản. Họ thi đấu quá hay. Phát bóng không qua lưới. Đổi vào điểm về cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Các cầu thủ của đội sinh viên Nhật Bản cũng đang cười rất tươi và họ cảm thấy hào hứng với các trận đấu khi được tham gia VTV Cup. Trong các kỳ VTV Cup trước đây thì có 2 năm liên tiếp đội sinh viên Nhật Bản với nhiều gương mặt trẻ xuất sắc đã giành được chức vô địch của VTV Cup. Tiếp tục là pha ghi điểm của Haruka Maruo. Đây sẽ là một trận đấu mang tới nhiều trải nghiệm quý dành cho đội tuyển trẻ Việt Nam, cho Lê Thanh Thúy, các cầu thủ và cả huấn luyện viên Thu Ngọc nữa. Không dễ để cho các đội bóng trẻ có cơ hội được thi đấu với một đối thủ có chất lượng như đội sinh viên Nhật Bản mà chúng ta đang theo dõi. Đập bóng rất mạnh và chúng ta một lần nữa thấy được nỗ lực cứu bóng và sự quyết tâm của hàng sau bên phía đội sinh viên Nhật Bản. Ngay khi vượt qua được hàng chắn thì vẫn còn hàng sau. Phòng thủ hay và tấn công cũng tốt. Đó là cách để cho đội sinh viên Nhật Bản có được chiến thắng 3-0 trước đội tuyển trẻ Việt Nam. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội sinh viên Nhật Bản ở bảng B của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây sẽ là chương trình bình luận sau trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam. Cái vụ đằng sau rồi. Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Bịt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, chỉ dùng bên ngoài. Mà cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại, hở hết cả van. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng rồi, đúng. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa hai bên trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình bình luận sau trận đấu của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đó là câu nói mà tôi đã sử dụng trong phần bình luận của trận đấu giữa đội tuyển trẻ Việt Nam và đội sinh viên Nhật Bản. Và chúng tôi cũng tin rằng đây sẽ là một trận đấu mang tới nhiều bài học để cho đội tuyển trẻ Việt Nam có thể nhìn nhận các đối thủ của mình cũng như có được những bài học để hướng tới tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận về trận đấu này cùng với bình luận viên Anh Tuấn. Vâng, Anh Tuấn này, trong phần bình luận trước trận đấu thì chúng ta đều thống nhất với nhau rằng đây sẽ là một thử thách khó đối với sinh đội trẻ Việt Nam khi đối thủ là một đội bóng rất là mạnh như là sinh viên Nhật Bản. Và quả thật khi quan sát trận đấu này thì chúng ta thấy chiến thắng 3-0 của đội sinh viên Nhật Bản là không phải bàn cãi. Nhưng
điều mà đội trẻ Việt Nam học được qua trận đấu này thì là gì?